tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Dậu với chủ đề dư âm Tết vẫn còn, ham ăn chơi hưởng thụ. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần đối với tuổi Dậu, bản mệnh khó có thể đạt được thành công đáng kể trong thời điểm tháng đầu tiên của năm mới. Vì dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, có lẽ bản mệnh vẫn còn ham vui chơi, chân diện nên khó có thể tập trung vào các nhiệm vụ chính của mình. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Người tuổi Dậu khó có thể đạt được thành công đáng kể trong thời điểm tháng đầu tiên của năm mới. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, có lẽ bạn vẫn còn ham vui chơi, chân diện nên khó có thể tập trung vào các nhiệm vụ chính của mình. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh không duy trì được hứng thú cho mình. Có thể khi mới bắt tay vào công việc, bạn rất nhiệt tình, hăng hái nhưng lại thường xuyên bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng, thậm chí còn phiền đến người khác phải giải quyết hậu quả. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn không chỉ khiến thành tích của bản thân sụt giảm mà còn đánh mất niềm tin của người khác, gây ảnh hưởng tới sự phát triển của mình trong tương lai. Phương diện tài lộc cũng không có nhiều biến động bởi bạn chưa lập ra được những đường hướng phát triển cụ thể. Bạn thường chạy theo người này, người khác mà không đánh giá đúng năng lực của mình, để đến khi gặp khó khăn thì lại chán trường, bỏ dở. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Dậu thấy rằng hung tinh tiểu hao xuất hiện cũng là dấu hiệu chứng tỏ bạn dễ tiêu tốn tiền của vào những mục đích vui chơi, mua sắm không thực sự cần thiết, khiến túi tiền nhanh chóng cạn kiệt. Còn trong chuyện tình cảm, người độc thân chú ý đến ngoại hình và chịu mở lòng với các mối quan hệ nên nhận được sự quan tâm yêu mến của khá nhiều người. Song, bạn vẫn cần nhắc nhở bản thân mình chân thành với mọi người, chớ nghĩ đến chuyện bắt cá hai tay gây tổn thương cho người khác. Với những người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và nửa kia có vẻ lạnh nhạt, cần kịp thời hâm nóng tình cảm. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Dậu luận về sự nghiệp. Người tuổi Dậu ít có khả năng đạt được những bước tiến vượt bậc trên phương diện sự nghiệp vào đầu năm 2022 này. Có lẽ bạn cần nhắc nhở mình tập trung hơn vào nhiệm vụ, tránh để không khí ăn chơi, lễ hội gây ảnh hưởng tới tình hình làm việc của bạn. Nguyệt lệnh mộc dục đem tới ảnh hưởng lớn đến tinh thần của con giáp này. Thời điểm này, bạn thích hưởng thụ, nghỉ ngơi hơn là bắt tay vào công việc. Cho dù mọi người xung quanh đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, thì bạn vẫn còn mải mê vui chơi. Người trẻ tuổi cần nhắc nhở mình kiên trì hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào. Chớ hăng hái lúc đầu rồi về sau lại thành ra chán nản, bỏ dở giữa chừng. Khi đưa ra quyết định, bạn cần phải cân nhắc kỹ càng các mặt khó khăn và thuận lợi, đừng nông nổi khiến bản thân vướng phải những rắc rối không đáng có. Nếu cảm thấy băn khoăn, mông lung về con đường tương lai, bạn cũng có thể tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. Thiên hình là hung tinh còn gây ảnh hưởng xấu đến bản mệnh, nhất là những người quyền cao chức trọng hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình công tác. Bản mệnh vốn là người giỏi giang, bản lĩnh nhưng lại thường xuyên kiêu ngạo, nóng nảy, hành sự bất cẩn, không nghe theo lời góp ý, khuyên nhủ của người khác. Bạn cần nhắc nhở mình cân nhắc kỹ càng hơn khi làm việc, tránh để xảy ra thị phi, rắc rối. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Dậu luận về tài lộc. Trong tháng 1 âm lịch này, vận trình tài lộc của con giáp này có dấu hiệu dậm chân tại chỗ trong khoảng thời gian này.
Tuổi Dậu khó đạt được thành công như người khác một phần bởi tính cách cả thèm trống trán, không kiên trì khi gặp phải khó khăn, thách thức. Nguyệt lệnh mộc dục khiến bản mệnh chỉ hăng hái làm việc trong khoảng thời gian đầu tiên sau Tết, khi mới bắt tay vào công việc, và sau đó thì lặp đi lặp lại khiến bạn cảm thấy chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng, hoặc có làm thì cũng làm một cách đối phó cho xong. Chính vì vậy mà đồng tiền chảy vào túi của bạn khá nhỏ giọt. Những người trẻ tuổi còn ít kinh nghiệm làm ăn nên nhận thời điểm này học hỏi thêm những kiến thức cần thiết, không nên vội vàng bắt chước theo người này, người khác mà rơi vào cảnh thua lỗ. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian để tiếp thu kinh nghiệm từ những người đi trước, đồng thời nhờ đối phương định hướng cho mình, bởi nếu không bạn sẽ dễ lạc mất phương hướng của mình. Lại thêm tác động của tiểu hao, đồng tiền chảy vào túi của bạn đã nhỏ giọt, lại phải tiêu tốn tiền của cho chuyện chi tiêu. Bản mệnh cần tự nhắc nhở bản thân mình nên tiết kiệm hơn, tránh phung phí cho những công việc không thật sự cần thiết. Khi đồng tiền eo hẹp, bạn nên hạn chế ăn chơi, chân diện, chạy theo xu thế mua sắm bên ngoài hoặc tham gia vào quá nhiều hoạt động vui chơi ngày Tết. Người làm đầu tư kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc mở rộng làm ăn. Tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Dậu luận về tình duyên. Tháng đầu tiên của năm mới, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu tiến triển theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực chủ yếu dựa vào cách hành xử của bạn. Ngay từ những ngày đầu năm, người độc thân được mộc dục chiếu mệnh nên đã biết cách quan tâm hơn đến ngoại hình và phong thái của mình, từ đó nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới hơn. Khi được mọi người yêu mến, bạn cũng nên đối xử với mọi người một cách chân thành. Có vẻ như vậy thì tình cảm mới có thể được lâu bền. Con giáp này cần hết sức tránh bản tính phong lưu đa tình, giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người cùng một lúc. Thái độ vui chơi qua đường, bắt cá hai tay sẽ khiến cho những người thật lòng với bạn bị tổn thương, khiến hình ảnh của bạn trở nên xấu hơn trong mắt mọi người. Còn đối với những ai đã lập gia đình, phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Dù là thời điểm đầu năm, nhưng các cặp đôi vẫn khó tránh khỏi chuyện mâu thuẫn, cãi vã. Hai người hãy tự nhắc nhở nhau rằng một điều nhịn là chính điều lành. Đôi bên không nên quá so đo tính toán với nhau, đặc biệt là khi Tết nhất. Cần giữ cho bầu không khí trong gia đình ấm êm thì sau đó mới gặt hái được nhiều điều may mắn. Bản mệnh cũng có thể nhân thời điểm năm mới để hâm nóng cảm xúc cho đôi bên, ví dụ như đi du xuân, thăm nom họ hàng. Tin rằng những hoạt động này có thể giúp cho quan hệ đôi bên trở nên khăng khít hơn, bạn và người ấy sẽ có thêm những kỷ niệm đẹp. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Dậu luận về sức khỏe. Trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần, tình hình sức khỏe của tuổi Dậu khá tốt trong khoảng thời gian này. Với tinh thần vui vẻ, hăng hái, bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào hoặc các hoạt động nào. Tuy nhiên, bạn nên tự nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, không nên thức khuya quá, cũng như không nên ăn quá nhiều đồ ăn có nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng. Dù đang là Tết nhất, nhưng không nên để bạn gặp những vấn đề về đường tiêu hóa. Trong quá trình tham gia giao thông, bạn cần giữ cho mình một đầu óc tỉnh táo, đặc biệt không lái xe khi đã uống rượu bia để tránh những sự cố đáng tiếc gây ảnh hưởng đến chính bản thân và người khác. Sau đây là cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu trong tháng 1 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức khẩu quyết. Chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống và sinh hoạt điều độ. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất,
tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu hồng, màu đỏ. 2. Tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, chưa tập trung cho công việc, vẫn còn muốn nghỉ ngơi. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 4. Tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, chuyện tài lộc không tiến triển, hạn chế tiêu tiền, mua sắm. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. 4. Tuổi Quý Dậu, mệnh kim, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, vợ chồng cần hạn chế mâu thuẫn, giữ gìn hòa khí trong gia đình. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 5. Tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, biết chú ý đến ngoại hình, nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đen, màu vàng. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Dậu. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những